ban đêm được nha các bạn. Rồi cho mình một phút quảng cáo nha. Mình mới nhập được một ít cá mùa tô sai này, cá nhỏ. Cá này sai từ 17 cho tới 20 nha các bạn. Có cần cá sai này bỏ hồ kiến, mình thấy rất là đẹp nha. Toàn bộ các dòng đều rinh rinh nha, có vảy hết. Nó óng ánh rất là đẹp. Xa từ 17 tới 20. Mình đã có bình oxy rồi nên mình có thể xịp cá được toàn quốc nha. Các bạn có mua cá thì liên hệ qua Facebook hoặc là Zalo của mình nha. Mình có để dưới phần lưu ý ở dưới video. Cảm ơn tất cả các bạn đã coi clip của mình nha. Sau này có khoảng chừng 3-4 ngày, thứ năm hoặc thứ bảy hàng tuần, mình sẽ đăng video clip liên quan tới cá coi. Mọi người ủng hộ kênh mình thì share giùm kênh mình với nha. Rồi có ai mua cá thì nhắn tin cho mình rồi mình sẽ quay video cụ thể hoặc là nói rõ hơn ha. Rồi xin chào tất cả các bạn. Khi cá của mình vừa lấy từ trại về thì mình ngâm tím nha. Mình ngâm tím từ 5 tới 10 phút để cho nó diệt bớt những cái vi khuẩn, những cái mầm móng bệnh ở ngoài da nha. Sau khi ngâm tím mình sẽ bỏ vô dưỡng. Cá khi đến tay với các bạn toàn bộ đều cá bắt buộc phải khỏe mạnh nha. Để cho nó có một cái màu thật là đẹp nhất, ưng ý nhất.